Thưa các đồng chí và các bạn, ngay sau lễ khai mạc hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 tại Việt Nam, các đội tuyển tham gia nội dung thi vùng tai nạn đã bước vào tranh tài chặng 1 có tên gọi là vượt chướng ngại vật đặc biệt. Ba cặp đã thi đấu gồm cặp 1 Belarus và Mali, cặp 2 Việt Nam 1 và Lào, cặp 3 đội Việt Nam 2 tranh tài với đội tuyển của Nga. Những màn so tài diễn ra vô cùng hấp dẫn và gay cấn. Tham gia nội dung thi vùng tai nạn có 6 đội gồm Nga, Lào, Belarus, Mali, Việt Nam 1 và Việt Nam 2. Đội chủ nhà Việt Nam có 2 đội tham gia thi đấu là Việt Nam 1 và Việt Nam 2. Tuy nhiên, chỉ có đội tuyển Việt Nam 1 được tính thành tích thi đấu. Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, các tuyển thủ hành động mau lẹ, thành thục, nhanh chóng xâm nhập vùng tai nạn. Trên khán đài quan sát, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và chuẩn đô đốc Andrei Subotin Nikolaevich, đại diện ban tổ chức Army Games 2021 của Liên bang Nga, cùng các thành viên trong ban tổ chức Army Games 2021 tại Việt Nam đang chăm chú theo dõi các đội tuyển thi đấu. Có lẽ, trong các cặp thi đấu, cuộc tranh tài giữa đội tuyển của nước chủ nhà Việt Nam 2 và Nga đương kim vô địch nội dung thi vùng tai nạn năm 2020 làm nhiều người hồi hộp mong chờ nhất. Đại úy Obidin Anton, người có thành tích xuất sắc nhất trong đội tuyển năm ngoái, nay đã trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển vùng tai nạn của Nga. Anh luôn theo dõi quá trình thi đấu của tuyển thủ các đội và thường xuyên có sự trao đổi. Năm ngoái, chúng tôi đã giành được một số kỷ lục mới. Năm nay, được là huấn luyện viên trưởng đội tuyển vùng tai nạn của Nga. Tất cả kinh nghiệm đạt được trong năm ngoái, tôi đã truyền lại cho tất cả các tuyển thủ của chúng tôi. Các đội tuyển thi đấu rất tốt, dù vẫn có một số lỗi xảy ra, có thể điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến kết quả của họ. Chúng tôi hy vọng với điều kiện thời tiết ở Việt Nam, chúng tôi sẽ đáp ứng phù hợp và có chiến thuật tốt hơn. Dưới nắng nóng gay gắt giữa buổi trưa, hai đội tuyển đã có sự rượt đuổi có lúc ngang sức ngang tài. Ở chặng này, các tuyển thủ phải vượt qua các tuyến vật cản mang tên dập lửa, lối đi bị bịt, giải chướng ngại vật đặc biệt, mang mặc đồ cá nhân, cửa bị khóa, giải cứu người bị thương, tìm kiếm và thu thập mảnh kim loại, container cứu hộ, trường bắn. Những chướng ngại vật này mô phỏng dựa trên loại hình thiên tai xảy ra trong khu đô thị, khu công nghiệp. Đội bạn với nhiều kinh nghiệm đã hoàn thành bài thi trước, khoảng cách về thời gian giữa hai đội rất sát sao. Chúng tôi đã luyện tập vô cùng nhiều. Đó cũng chính là yếu tố chính để chúng tôi có kết quả tốt. Chúng tôi đánh giá Việt Nam là một đối thủ mạnh. Trận thi đấu thứ hai, chúng tôi sẽ dành sự cổ vũ cho Việt Nam. Hai đội tuyển đã thực hiện luyện tập, thi đấu cọ sát cùng với nhau. Từ đó khắc phục được những điểm tồn tại. Đội tuyển đã thực hiện tổ chức chuẩn bị các nội dung đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất để sẵn sàng tham gia thi, bảo đảm đối với tinh thần tốt nhất. Như vậy, sau trận so tài đầu tiên, các vận động viên xứ sở Bạch Dương đã thể hiện được phong độ của đương kim vô địch vùng tai nạn 2020. Tuy nhiên, trong chặng 1 chỉ tính thành tích của đội Việt Nam 1. Thông báo chính thức của tổ trọng tài, Việt Nam dẫn đầu với thành tích chung cuộc chặng 1 là 43 phút 5 giây. Tiếp theo là các đội tuyển Liên bang Nga với thành tích chung cuộc 44 phút 3 giây, Belarus có thành tích 47 phút 54 giây, Lào đạt thành tích 65 phút 24 giây, Mali có thành tích 88 phút 19 giây. Đội tuyển các nước đã có quá trình tập luyện rất kỹ lưỡng, do vậy chúng ta sẽ còn tiếp tục chứng kiến những màn so tài hấp dẫn. Trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, các đội tuyển sẽ thi đấu chặng 2 tiếp sức. Lào sẽ thi với Việt Nam 1, Belarus so tài với Liên bang Nga, Mali và Việt Nam 2 sẽ cùng thử sức.